chào các bạn. Trong chủ đề ngày hôm nay, Hường chia sẻ về 7 bài học về kiếm tiền online cho người mới bắt đầu. Mình là Hường, mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiếm tiền online. Và ngày trước Hường cũng là một người đi làm thuê, phải làm rất là vật vả, phụ thuộc vào người khác. Thu nhập thì ít ỏi, không đủ chi tiêu. Và mình ước mơ có một cuộc sống là tự do, có thể đi đây đi đó và không bị ràng buộc gò bó bởi một công ty nào. Thì mình cũng dấn thân vào kiếm tiền online, gặp khá là nhiều sai lầm. Mình cũng bị mất tiền, mình cũng mất thời gian. Ngày xưa bước vào khởi nghiệp thì mình không có vốn đâu, mình cũng không có kinh nghiệm. Mình là một người ở tỉnh Gia Lai lên thành phố học, và ba mẹ mình thì cũng không giàu có gì, cũng là những người nông dân thuần giống như rất là nhiều người ba mẹ khác tại Việt Nam thôi. Và hiện tại thì mình rút ra được sau 6 năm làm tự do, thì mình có những cái bài học. Đến cuối video này các bạn hãy xem đến hết để chúng ta khỏi phải vấp ngã những cái vết xe đổ mà mình đã đi, cũng như có những cái sự lựa chọn đúng đắn hơn, thông minh hơn. Người ta nói là sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Nếu như mình chọn một cái sự lựa chọn sai, thì mình có nỗ lực bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, thì kết quả nó cũng không bằng một cái sự lựa chọn thông minh đâu. Nên là trước khi mà dấn thân vào kiếm tiền online thì các bạn cần học cái hình dung khái quát trước để mình có sự lựa chọn đúng đắn. Như các bạn đã thấy thì kiếm tiền online có nhiều và rất nhiều, đúng không? Chúng ta nghe thực sự là nghe chữ nhiều tổ hỏa nhập ma, không biết là chọn cái nào. Mình nghe tới là affiliate marketing, Shopee, rồi nghe ai đó còn có đăng ký app kiếm tiền trên điện thoại, chơi game kiếm tiền, rồi có cả đầu tư tài chính, coi forex, vân vân và mây mây để kiếm tiền, đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về 7 bài học rất là gọi là xương máu của mình đấy. Và nếu như các bạn đang phải ngồi tại nhà, không thể đi làm, thậm chí đi làm và lương lại bị thấp hơn, bị trừ đi, thì đây là một cơ hội để chúng ta phát triển mảng kiếm tiền online. Mình ngày trước cũng chưa bị cách ly đâu. 5 năm trước thì cuộc sống rất là tốt đẹp. Tuy nhiên là mình nhìn thấy về cái tương lai, đi làm mỗi tháng hai mấy 30 triệu thì thực sự là mình không đủ chi tiêu. Mình còn phải lo cho gia đình, bố mẹ, rồi bao nhiêu năm mình mới mua được một căn nhà. Hoặc là mình muốn đi du lịch tại Singapore, tại Hàn Quốc, Dubai, vân vân, thì làm nào để đi, đúng không? Thế mình thấy là hai mươi mấy 30 triệu thì thực sự là không thể nào. Thậm chí có nhiều người hiện tại thất nghiệp và ngày trước có cố gắng thì mức lương mười mấy 20 triệu cũng quá là cao rồi đấy. Ngày Hường khởi nghiệp thì mình nghe đâu đó ai đó nói rằng kiếm tiền online có thể mang lại thu nhập thụ động, kiếm tiền online có thể cho chúng ta cuộc sống tự do, chỉ cần một chiếc máy tính hoặc một chiếc điện thoại. Ngay mình khởi nghiệp thì thầy của Hường cũng nói rằng không cần phải lo tới việc giao hàng, chăm sóc khách hàng, cũng không cần phải chuyện là sản phẩm, tạo ra sản phẩm hay kinh doanh hay bị stress bởi vấn đề dịch vụ khách hàng vân vân, hoặc là việc vận chuyển rồi việc tương tác với khách hàng đấy. Và mình cứ tin vào lời của thầy, và điều tuyệt vời là 3 năm sau cái điều đó là nó đã xảy ra với cuộc đời của mình, là mình hoàn toàn tự do sau những nỗ lực. Đúng là vũ trụ sẽ không phụ lòng, luôn luôn cho chúng ta những gì xứng đáng. Bài học đầu tiên ngày hôm nay đó là hãy bắt đầu từ mục tiêu tài chính. Hường cũng xin tâm sự một chút. Đó là năm 2014 á, Hường có một cái ước mơ, đó là mình đạt thu nhập 10.000 đô mỗi tháng, đổi ra đâu đó là 200 triệu một tháng á. Mình có ước mơ, các bạn đừng có nghĩ gì về ước mơ của mình. Thì đúng là hồi đấy mình có ước mơ như vậy đấy, và mình hồi đấy không có tiền đâu, thu nhập toàn là làm gia sư 2-3 triệu mỗi tháng, 2-3 hoặc 3 triệu mấy mỗi tháng thôi. Đấy, mình có ước mơ 200 triệu một tháng, mình không biết là các bạn có ước mơ giống mình hay không. Thì mình tìm mọi cách. Thực sự là nếu như các bạn đang không có gì trong tay hoặc là thu nhập đắp mà các bạn ước mơ là triệu đô mỗi năm, triệu đô mỗi năm là thực sự là một cái ước mơ viển vông. Nên là ngay từ đầu các bạn cần xác định cho mình một cái mục tiêu tài chính phù hợp ấy. Và nhiều người thì chọn một cái mục tiêu đó là 5.000 đô một tháng, khoảng tầm 100 triệu. Và nhiều người cũng chỉ đặt cái mục tiêu là 20 triệu mỗi tháng thôi, tức là đâu đó là 1.000 đô mỗi tháng. Thì mọi người biết sao cần phải đặt mục tiêu ngay từ đầu không? Bởi vì cái cách mà để đạt 20 triệu một tháng thì khác với cách để đạt được là 10.000 đô một tháng. Còn nếu như các bạn muốn đạt 1 triệu đô mỗi năm thì mỗi tháng các bạn cần phải bao nhiêu biết không? Khá là nhiều, các bạn tính xem và bình luận xuống bên dưới xem là nếu như 1 triệu đô mỗi năm thì trong mỗi tháng cần là bao nhiêu tiền, tức là 23 tỷ mỗi năm đấy.
Thì nếu như bây giờ không có gì mà đòi 1 triệu đô mỗi năm là viển vông, nên là xác định ngay từ đầu. Bây giờ Hường cũng phân tích một chút nè. Nếu như các bạn đặt mục tiêu 20 triệu mỗi tháng thì mình có thể chọn như là mình lên là unica.com. Các bạn có thể là vào cái mục là yoga như thế này. Và ở mỗi cái sản phẩm yoga thì mình thấy không? Vài trăm nghìn, 400 nghìn, 500 nghìn. Mỗi cái sản phẩm như vậy thì mình quảng bá mình được 40% hoa hồng. Có nghĩa là 5 × 4 = 20, thì mỗi sản phẩm đâu đó là chúng ta lời là 200 ngàn, đúng không? Thì một ngày nếu mà mình muốn 20 triệu mỗi tháng thì mỗi ngày đâu đó là khoảng cỡ 670 ngàn. Mình lấy cho 20 triệu chia cho 30 ấy, thì là 670 ngàn một tháng, 670 ngàn một ngày. Như vậy thì một ngày chúng ta chỉ cần bán 3 đơn, hoặc là những cái sản phẩm giá cao hơn thì chúng cần 2 đơn hoặc 3 đến 4 đơn. Nó tóm lại như vậy thì một tháng thì mình sẽ kiếm được 20 triệu, đúng không? Hoặc là các bạn có thể là vào kênh YouTube của Hường, vào cái mục là kiếm tiền online. Ở đây thì mình chia sẻ những cái app ở đây. Các bạn có thể là chỉ cần vô đăng ký những cái app như thế này, xem hết, và mỗi cái app như vậy thì kiếm khoảng cỡ tầm 50 ngàn, 30 ngàn, 20 ngàn, thậm chí là 200 ngàn, 500 ngàn. Đấy, nếu như mà mình đăng ký hết những cái app này thì một ngày mình cũng đã kiếm được là 600-700 ngàn hoặc hơn rồi. Rồi sau đấy mình chia sẻ lại cho bạn bè, anh chị em của mình, cứ mỗi người đăng ký như thế thì mình lại được 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, thậm chí là lên tới 500 ngàn. Các bạn nhớ Momo không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta đạt được cái thu nhập là 20 triệu mỗi tháng. Mình sẽ làm những cách làm một cách thủ công là các bạn có thể đạt được cái con số này. Chỉ cần siêng năng một chút, cần cù một chút là mình có thể đạt được đâu đó là 20 triệu một tháng rồi. Đấy, các bạn có thể xem thêm nha. Nói chung là hiện tại nhiều bạn trẻ đang follow để làm cái app này trong thời gian kiếm tiền mùa dịch. Những cái app này thì an toàn, người ta trả tiền cho mình khi mà mình biết đến cái sản phẩm của họ, giống như kiểu tôi tiền quảng cáo vậy thôi. Mình chia sẻ đến bạn bè. Cái nếu như mà mình đạt mục tiêu thì 200 triệu một tháng giống như Hường ngày xưa thì mình làm như vậy thì khả năng đạt được không? Rất khó, hầu như là không thể. Nếu mà làm theo kiểu là đăng ký app kiếm tiền, hoặc là lên Unica bán các sản phẩm, hoặc là chúng ta làm affiliate trên Shopee bán từng cái sản phẩm như thế, lời chỉ có mấy chục ngàn cho đến 100 ngàn, thì làm sao mà được 200 triệu mỗi tháng, đúng không? 200 triệu mỗi tháng thì các bạn chia ra xem thử là một ngày bao nhiêu tiền. Hơi bị nhiều đấy mình. Thì khó, nên mình phải làm theo cách khác. Và khó nhưng mà có khả thi hay không? Có khả thi đấy. Quan trọng là độ chịu chơi của mọi người thôi. Nên là chúng ta cần phải làm theo một cái cách thông minh hơn. Và ngày xưa mình đặt mục tiêu thế, nhưng mà Hường đã đưa cái mục tiêu đấy thành sự thật rồi. Nên là chúng ta cần phải là xác định ngay từ đầu. Khi mà cái mục tiêu cao hơn thì chúng ta cần phải đi dài hạn hơn. Chúng ta học nhiều kỹ năng hơn, trở nên là cứng cáp hơn. Chúng ta gọi là một cái đầu lạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy thì các bạn cứ follow đi, thì Hường cũng sẽ chia sẻ ở trong các video trong kênh YouTube này. Và nếu bạn hứng thú với việc học trực tiếp qua Zoom thì hãy tham gia vào lớp học miễn phí chia sẻ hàng tuần của Hường. Hường có để sẵn cái link nhóm Zalo ở bên dưới, hãy tham gia nhóm Zalo để cập nhật lịch học nha. Mình có thể chọn đặt mục tiêu lớn một tí, ví dụ 5.000 đô một tháng, 10.000 đô một tháng. Còn nếu chưa có gì thì theo Hường ấy thì không nên đặt mục tiêu 1 triệu đô mỗi năm đâu. Áp lực lắm. Thì có nghĩa là đâu đó là 2 tỷ mỗi tháng đấy. Và bất khả thi, hầu như là khó lắm. Chỉ có các bạn đi kiểu như làm mấy cái chương trình nào đó nó không có đúng pháp luật lắm thì mới có thể đạt được những cái mục tiêu lớn như thế thôi. Suy cho cùng, nếu các bạn không bắt đầu từ mục tiêu tài chính, các bạn làm vì đam mê, tôi làm vì đam mê, thì xin thưa, bạn không thể nào mà đạt được cái số tiền bạn muốn đâu. Bạn khó mà có thể có cuộc sống tự do. Các cuộc đời này các bạn cần phải có tiền để bạn chi trả cho mình, chi trả cho những người mà phụ thuộc bạn, lo cho ba mẹ và con cái của bạn. Vậy nên hãy bắt đầu từ mục tiêu tài chính. Bài học số 2 ở đây đó là chọn công việc kiếm tiền online thông minh, Shopee, Affiliate hay là tài chính vân vân, chấm ba chấm. Thì mình sẽ chia thành 4 nhóm. Thứ nhất đó là tốt cho mình nhưng mà hại người thì không nên làm, nhiều lắm các bạn. Mình nhìn thấy là những năm qua có những cái dự án có thể nói nó liên quan tới tiền, tài chính, nó ít mang lại giá trị cho xã hội,
mà hình như là cũng không mang lại giá trị xã hội, có thể gọi là như thế. Và người ta biết là họ vô trước và những người sau vô sẽ trả tiền cho họ. Nói tóm lại là những dự án như là người sau sẽ trả tiền cho người trước, cứ như vậy. Và ai càng vô sớm á, càng sớm thì hoàn vốn rất là nhanh và lợi nhuận khá là cao và họ trở nên giàu có. Và trong trường hợp này thì họ biết rằng họ sẽ trở nên giàu có, họ được lợi. Nhưng một người ngày nào đó khi mà dự án đó sập, chắc chắn là một ngày nó sẽ sập, sớm hay muộn gì đó, nhưng mà những người cuối cùng họ sẽ mất tiền, những người vào sau cùng ấy, họ sẽ mất rất là nhiều tiền. Đấy, đấy là những cái gọi là tốt cho mình nhưng hại người. Đấy là các bạn nên né ra. Còn một kinh nghiệm xương máu nào nữa, các bạn hãy bình luận xuống bên dưới một kinh nghiệm xương máu mà các bạn đã trải qua nha. Rồi cái kiểu số 2, đó là không hại mình nhưng lại tốt cho người. Ví dụ như là Hường có chia sẻ với các bạn, đó là mình tặng mọi người những cái tài khoản Canva Pro miễn phí. Ở trong cái kênh của Hường ấy có cái video chia sẻ về tặng cái tài khoản Canva Pro miễn phí cho 1.000 anh em nhanh chân nhất. Thì ở đây thì mình hỏi là tốt cho các bạn đấy, thì mình thì cũng không có gặp vấn đề gì cả, thì chia sẻ thôi. Kiểu số 3, không hại người nhưng lại tốt cho mình. Cái gì ta? Các bạn có thể nghĩ ra một cái gì đó và bình luận xuống bên dưới không? Thì cái này là các bạn có thể làm, tức là tốt cho mình mà cũng không hại ai hết đấy. Rồi cái kiểu số 4, vừa tốt cho mình vừa tốt cho người. Cái này thì quá tuyệt vời rồi đúng không? Cái việc mà mình chia sẻ về những cái app kiếm tiền, chẳng hạn các bạn làm những cái app kiếm tiền trên điện thoại, ví dụ như những cái app uy tín ấy, như Hường chia sẻ trên kênh YouTube, thì các bạn sẽ thấy đó là khi mà mình giới thiệu một người đăng ký vào cái app dưới link của mình thì mình được 50.000, và cái người mà được giới thiệu họ cũng được 50.000. Có nghĩa là bản thân mình cũng được 50.000, họ cũng được 50.000, có nghĩa là tốt cho cả hai, không mất phí gì cả. Thì đấy là gọi là tốt cho người và cả tốt cho mình nữa. Quá tuyệt vời rồi đúng không? Thì không ngần ngại. Thì đó là một cái sự lựa chọn thông minh. Bài học số 3 Hường muốn chia sẻ ở đây, đó là chọn bạn mà chơi. Lĩnh vực kiếm tiền online thì nó cũng giống như kiểu một cái nghề của các bạn rồi. Mình đừng nghĩ nó là phụ. Nếu mình nghĩ nó là phụ thì thôi khỏi tham gia. Bởi vì là tham gia vào trường này mà không có kỹ, không có giỏi, không có tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ mất tiền thay vì được tiền đấy. Còn nếu như bạn giỏi thì các bạn nên giàu có này, thu nhập thụ động này, có thu nhập cao, không giới hạn và mình có cuộc sống tự do, không gò bó. Vậy nên hãy chọn bạn mà chơi. Ngày xưa khi mới tham gia vào mảng này á, mình bắt đầu vào cái danh sách bạn bè của Hường ấy, Hường quyết tâm là thay đổi cuộc đời, quyết tâm là phải có cuộc sống tự do, quyết tâm là mình không được đi làm thuê, đại khái là như vậy. Thì mình vô vào danh sách bạn bè của mình sẽ định hỷ kết bạn rồi, nhưng mà thôi, mình unfollow, tức là mình không follow, vẫn để kết bạn nhưng mà unfollow họ hết, để mà những bài viết của họ nó không tương tác với mình. Những người mà không có liên quan gì về kiếm tiền trên mạng này, tư duy tiêu cực này. Có những người họ sống dưới dòng kẻ, cuộc sống luôn luôn nghĩ về những điều tiêu cực và luôn luôn đổ lỗi, bao biện, than phiền rất là nhiều trên internet, và mình sẽ hút về những năng lượng tiêu cực, những năng lượng thấp nếu mà mình thấy những cái bài post đó đấy. Nên là Hường unfollow hết nếu họ là bạn mà mình vẫn muốn giữ trong cái vòng mối quan hệ. Còn không thì đa số các trường hợp Hường đều unfriend, tức là hủy kết bạn luôn, để mình bắt đầu là đi follow những người giỏi hơn, những người thành công hơn. Và đặc biệt là mình bắt đầu kết giao với những người họ đã kinh doanh thành công. Thành ra mình cũng thân với khá là nhiều anh chị khởi nghiệp thành công. Sau này một thời gian khi mà tham gia vào mối quan hệ đó nhiều thì thu nhập của mình bằng trung bình của 5 người mà mình hay gặp nhất đấy. Thì khi mà Hường bắt đầu đổi bạn bè, tức là mình phải chọn những người bạn nó giúp ích cho mình ở tương lai, bởi vì là những mình phải xác định rằng những mối quan hệ hiện tại nó sẽ mang lại cuộc sống của mình hiện tại. Mình muốn tương lai mình như thế nào thì mình phải đưa mối quan hệ của mình phải ở đấy. Mình bắt đầu tìm đến những người bạn mới tích cực hơn, liên tục tiến lên, luôn luôn phát triển bản thân, tinh thần đọc sách, tinh thần học hỏi liên tục, và đặc biệt là những người trong cùng lĩnh vực về kiếm tiền online, affiliate marketing, những người có tư duy mở. Nhờ đó lực hấp dẫn về tiền bạc của mình cũng lên. Các bạn nên đọc những cuốn sách liên quan tới lực hấp dẫn này, trường năng lượng. Khi mà tiếp cận với những con người đấy thì mình sẽ bắt đầu có những cái trường năng lượng mới, lực hấp dẫn mới, tiền của mình nhiều hơn, mình bắt đầu chia sẻ về tiền bạc, bộ não của mình sẽ suy nghĩ nhiều về tiền bạc,
chia sẻ nhiều về kiếm tiền online, bộ não của chúng ta sẽ suy nghĩ và đưa ra những cái phương án rất là hay về kiếm tiền online. Khi mà chúng ta bị phân phối với những con người tiêu cực thì não bộ của chúng ta không thể nào tập trung vào cái mục tiêu của mình được. Vậy nên là Hường bắt đầu kết bạn những người mới, tức là chọn bạn mà chơi. Đặc biệt nếu hên thì gặp được những người họ sẽ chia sẻ cho ta những cái bí kíp thành công. Và chọn bạn mà chơi, nếu tốt tuyệt vời nhất là chọn những người giỏi hơn mình. Bởi vì các bạn đang trong cái tình trạng là đang muốn khởi nghiệp, đang muốn trở nên thay đổi. Nên là hãy chọn những người giỏi hơn. Nếu mà trong một nhóm bạn là người giỏi nhất thì theo Hường các bạn nên rời cái nhóm đó và tìm một cái nhóm khác mà trong đấy bạn học được từ những người khác. Bài học số 4, chọn thầy mà theo. Mình bắt đầu là mạng kiếm tiền online và mình quyết tâm làm cái gì đó để ra tiền trên mạng. Và khi Hường khám phá ra affiliate marketing thì mình bắt đầu là follow những người đang làm affiliate marketing, những người đang làm internet marketing thành công cả trong nước và ngoài nước. Nếu như lên Instagram của Hường, các bạn sẽ thấy cái danh sách mà Hường follow đều là những người bậc thầy trên thế giới về internet marketing và affiliate marketing. Trong đó có những người thầy của Hường ngày xưa như Ben Jun, Ewen Chia, có cả Dan Lok, có cả thầy về Instagram, có những người mà rất là nổi tiếng về công thức là 10x vân vân và mây mây. Thì đấy, các bạn có thể lên tham khảo ở Instagram của Hường. Và bắt đầu ở Việt Nam thì Hường kết nối những người đã thành công về lĩnh vực affiliate marketing, bấm vào nút follow họ, đăng ký kênh YouTube của họ, đăng ký follow trên Facebook. Và mình xem họ có chia sẻ gì, mình xem, mình học tập và mình xem những cái bài viết của họ thường ngày, like, bình luận, để mà họ xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời mình, để mình tiến gần hơn về phía thành công đấy. Nên là cần phải chọn những cái người thầy đúng, chọn những người thầy trong lĩnh vực kiếm tiền online. Ngày xưa thì Hường ngây thơ follow vậy thôi, thì ổng làm gì thì mình làm đấy. Ngày xưa có một số người thầy xây kênh YouTube, thế là Hường cũng xây kênh YouTube. Và họ cũng làm landing page như thế, họ viết email như thế thì mình cũng copy lại y chang. Và họ bắt đầu chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, về những cái bài học, về những cái hình ảnh, những cái câu về tư duy làm giàu, về tư duy phát triển bản thân. Thì Hường cũng chưa có giàu, lúc đấy chưa có giàu, nhưng mà vẫn chia sẻ về những cái tư duy phát triển bản thân, những cái câu, nói chung là cứ chia sẻ ra. Mình chia sẻ ra thì cái người mà chịu tác động bởi những cái câu nói đó đầu tiên chính là mình. Mình nói đó là mình hay chia sẻ ví dụ như giàu có, những sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn, nhưng chết đi trong nghèo khó chính là lỗi của bạn. Khi mình chia sẻ những câu đấy á, mình thấy thầy của mình chia sẻ vậy mà mình thì mình cũng chia sẻ, thì nó tác động đến mình rất là nhiều. Sau một hành trình mình chia sẻ những cái câu tích cực như thế thì cơ thể của mình nó cũng bắt đầu tích cực lên, và mình đã tự động cài đặt cho mình những tư duy thành công rồi đấy. Nếu có đủ ngân sách cho mình, hãy đăng ký vào các khóa học chuyên sâu của những người thành công trong mảng của bạn. Kiếm tiền online chẳng hạn, affiliate marketing, kiếm tiền trên Shopee, vân vân. Thì khi mà đăng ký vào đấy á, ngoài cái việc học thì các bạn còn có một cái môi trường để kết nối những người sẵn sàng chi trả, những người sẵn sàng cống hiến hết mình cho cái sự nghiệp về kiếm tiền online. Mình sẽ có một cái môi trường mới, mình cũng có một cái người thầy để có thể tự tin và hỏi họ, dẫn dắt cho mình những cái bước đi đầu tiên. Và mình cũng có một cái lượng kiến thức khá là lớn về kiếm tiền online. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng đó là học là một chuyện, và bản thân mình mới là cái người quyết định. Bởi vì học là phải thực hành, mình phải là cái người mấu chiến đến cùng, mình phải là cái người gọi là tận dụng toàn bộ những cái nguồn lực trong các chương trình chuyên sâu của người thầy. Các bạn hãy bình luận xuống bên dưới cho Hường biết bạn đang làm kinh doanh online, kiếm tiền online ở mảng nào, hay bạn là người mới, hãy bình luận xuống bên dưới cho Hường biết để Hường ra video phù hợp hơn. Bài học số 5, đó là cho đi liên tục trong quá trình bạn chưa giỏi. Trong hành trình mình tiến đến sự thành công ấy, mình hãy giúp đỡ những cái người mà họ đang có thể là kiến thức ít hơn mình một tí, hoặc là thậm chí những cái lĩnh vực nó không giống với mình. Khi mình cứ gieo hạt, mình giúp đỡ nhiều người. Một ngày khi mà mình gặp một cái tình huống nào đấy khó khăn thì có người giúp ngay. Và ngày xưa Hường cũng gieo hạt khá là nhiều, mình chia sẻ, mình giúp đỡ những anh chị khác trong lĩnh vực mình có thể, như là về luật nè, về kinh doanh online,
về affiliate marketing, kiếm tiền trên mạng. Thì khi mà Hường mở một cái chương trình đầu tiên á, lúc đó Hường mở chương trình đào tạo đầu tiên, thì những cái người mà ngày xưa Hường giúp, họ giới thiệu học viên cho Hường, họ chia sẻ bài của mình thì rất là tuyệt vời. Bởi vì là có thể bây giờ mình thấy là chia sẻ cho đi á, nó không được cái gì, nhưng mà nó sẽ có tác dụng 6 tháng, 1 năm hoặc thậm chí 2-3 năm sau đấy. Ngày xưa thấy thầy của mình xây kênh YouTube để chia sẻ kiến thức mà thầy biết, thì Hường cũng xây kênh YouTube và chia sẻ kiến thức của thầy mình, giống như kiểu mình học được cái gì, mình làm được cái gì, mình chia sẻ trên cái kênh đấy. Và sau này một thời gian mình nhận ra đó là khi mình muốn làm một cái chương trình affiliate nào, mình muốn bán một cái gì, hoặc là muốn mở một cái chương trình, một cái khóa đào tạo khóa học, thì lượng học viên đến từ cái kênh YouTube đấy khá là nhiều, bởi vì trước đấy mình đã chia sẻ một vài thứ hay ho cho họ. Bài học số 6 đó là xây dựng thương hiệu cá nhân. Bởi vì sao? Mình kinh doanh online, mình kiếm tiền online, đôi khi sẽ đụng đến tiền bạc, giao dịch, chuyển khoản, thanh toán. Nếu mà chúng ta không có một cái thương hiệu lớn, chúng ta không có xây dựng cái profile Facebook, một cái kênh YouTube một cách uy tín và chuyên nghiệp, thì cái người khách hàng của mình họ nhìn vô, họ không đủ tin tưởng, họ không đủ can đảm để có thể chuyển khoản vào cho mình để mua một cái thứ gì đấy. Và khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, nhiều người sẽ tự tìm đến mình và mua hàng, thay vì là chúng ta phải đi inbox và spam từng người. Ngày đó Hường bắt đầu bán hàng ở trên affiliate marketing thị trường nước ngoài ấy, thì không cần xây dựng thương hiệu cá nhân, mình bắt đầu chỉ gõ bàn phím, ngồi sau máy tính và bán hàng thôi. Thì mình cũng nghĩ là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân không cần thiết. Sau đấy thì mình nhận ra là ôi sao người bạn của mình rõ ràng là họ có doanh số thấp hơn mình, họ không giỏi gọi là họ không có quá giỏi ở trong thị trường nước ngoài giống như cái độ chuyên sâu của mình, thế nhưng mà thu nhập của họ khá là cao. Họ bắt đầu thay đổi cuộc đời rất là nhiều bởi vì là họ xây dựng thương hiệu cá nhân và bắt đầu họ bán kèm thêm, họ có một số sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Lúc đấy Hường mới ui mình phải nhận ra điều đấy chứ, bắt đầu mình nhìn những người thầy của mình, đúng là họ cũng có xây dựng những thương hiệu cá nhân mà. Như vậy thì Hường bắt đầu là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Và từ đó đến giờ thì mình cảm thấy thực sự rất là tuyệt vời, bởi vì hầu hết những cái giao dịch của mình, họ đều phải là cái người, khách hàng của mình đều là cái người chuyển khoản trước. Nó tóm lại là nếu như họ liên lạc với mình làm một cái điều gì đó, giao dịch, mua bán hay là nhờ vả hay gì đó, thì họ đều chuyển khoản trước cho mình và không có một chút do dự nào. Nên là cái sự tin cậy của cái lượng khán giả của mình dành cho mình là khá là cao, nhờ vào cái quá trình là mình tu dưỡng cho mình, xây dựng thương hiệu. Và khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu ấy, thì chúng ta luôn luôn là phải làm cho mình hoàn hảo hơn, trở nên đẹp hơn. Còn nếu mà mình không xây dựng thương hiệu thì có thể là mình sẽ không có trau chuốt bản thân mình, cuộc sống của mình cũng không tươi đẹp bằng đâu. Và khi mà một cái người mà không xây dựng thương hiệu thì họ có thể lâu lâu, có thể một vài họ sẽ đánh mất uy tín của mình đấy. Còn khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu rồi á, thì không dễ dàng gì để có thể đánh mất uy tín cho mình. Nên cái sự tin tưởng của khán giả dành cho mình là hoàn toàn hợp lý. Bài học số 7 khá là quan trọng, đó là hãy ghi chép những cái link và bài học trong quá trình mình làm. Bởi vì thành công đôi khi nó không phải là có quá nhiều thứ chúng ta biết đâu, mà nó là cái mảng ghép, mỗi mảng ghép kết hợp lại. Vậy nên là trong cái hành trình bao nhiêu năm ấy, ví dụ như Hường thấy cái website này hay nè, cái đường link này hay nè, những cái công cụ này hay nè, thì Hường đều lưu nó ở trên một cái danh sách, ở trên cái link Drive, Google Drive á, hoặc là lưu nó ở một cái nơi nào đấy, một cái tài khoản Messenger, hoặc là mình có thể lưu lại ở trong cái Google Doc, hoặc là lưu lại ở cái giống như Excel hay Word vân vân, các bạn có thể lưu ở đâu cũng được, nhưng mà hãy lưu lại những cái thông tin trong quá trình học được. Mình không thể nào nhớ hết được đâu, sau 2-3 năm thì những cái đấy lúc nào mình cần ấy mình có thể lục lại rất là nhanh. Trong khi trong những năm mình tích lũy, nếu mà mình cứ nghĩ là ở đây chia sẻ đầy thì mình không thể nào mà có thể làm với tốc độ nhanh được. Nên là các bạn cần lưu lại tất cả những cái từ khóa này, rồi những cái đường link này mình học được nè, những cái bài học, và nên sắm cho mình một cuốn sổ để ghi ra những cái ý tưởng, rồi những cái câu hay, những cái câu nhắc nhở bản thân mình, những cái từ khóa hay ghi chép lại cả ở trên giấy và ghi lại những cái đường link ở trên Drive, để sau này chắc chắn là các bạn sẽ cần đấy. Nếu bài học hôm nay có giá trị, hãy bình luận xuống bên dưới hay quá, để Hường có nhiều cảm hứng hơn, cho Hường một nút like đi nào.
đăng ký kênh nếu như bạn chưa đăng ký và nhấp vào nút chuông thông báo để bài học mới đến với bạn hơn, sớm hơn về kiếm tiền online. Cảm ơn các bạn đã follow đăng ký kênh YouTube của Hường. Hẹn gặp lại ở những bài chia sẻ hay phía sau.